Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Trung Thành. Địa chỉ cửa hàng là 685/15 Hùng Vương, thành phố Ngã Bảy nha các bạn. Thì hôm nay mình đến đây để theo yêu cầu của một bạn nhờ mình quay cận cảnh chiếc Sirius phiên bản RC vành đúc này. Thì hôm nay mình quay luôn cả hai chiếc luôn, đều là phiên bản RC vành đúc ha. Một phiên bản là xăng cơ và một phiên bản là sử dụng FI. Mình quay luôn cả hai con cho bạn và những bạn nào có nhu cầu đến chiếc xe này thì cùng xem luôn nha các bạn. Đây là phiên bản màu trắng, có tem đen nè, đỏ nè và chữ RC nổi 3D ở đây. Đây ha. Mình quay luôn cả hai con cho các bạn cùng xem. Chiếc xe này thì cái tem chìm nha, RC nhưng mà tem chìm. Còn chiếc xe này là tem nổi, RC nhưng mà tem nổi. Cái tem nó làm bắt mắt hơn đó các bạn. Rồi bây giờ mình đến chi tiết luôn. Mình sẽ quay lâu một chút xíu. Đồng hồ nữa các bạn. Cái này là do phần keo thôi, không sao hết, mình lau ra được nha. Chữ FI nữa các bạn ha. Đây, như thế này. Về phần phối tem thì một số chi tiết sẽ khác nhau ở hai phiên bản này. Ví dụ như mặt nạ của chiếc FI thì ở đây màu trắng, còn chiếc phanh cơ phía sau thì nó là màu đen ha. Cũng là tông màu đó nhưng mà phối màu nó khác nhau một chút. Cái về trước cả hai đều là sử dụng màu đen đó các bạn, màu đen bóng nha, màu đen bóng ha. Và cùng sử dụng phanh đĩa nè. Và ngắm kỹ cái phanh đĩa này ha, cùng con heo thắng luôn nè. Rồi cùng động cơ nè. Và đây là cái lốc máy ha. Đây. Cái tem phía sau nữa các bạn. Ở chi tiết này thì đây là màu sơn đen bóng ha. Màu sơn đen bóng. Màu sơn đen bóng nha. Và tích hợp mở yên ở đây luôn nha các bạn. Các bạn chỉ việc vặn khóa thế này là mở yên. Đây, mở yên luôn. Cái cốp nè các bạn. Cái cốp này thì nó to hơn là phiên bản sử dụng phanh cơ, xăng cơ đó các bạn. Bình xăng con thì cái cốp nó nhỏ hơn một chút. Đó. Cái cốp này mình nghĩ là để vừa một cái nón bảo hiểm nửa đầu thôi ha. Gọn gọn thì để được. Còn đây là cái bình xăng nè. Trang bị trong cái yên nè, cũng có chỗ để mình dắt những cái món phụ tùng, những cái món đồ nghề mà nó cơ bản. Cái chiều cao yên của chiếc xe này chỉ là 770mm nha các bạn. Đây, chút nữa mình quay chiếc xe kia luôn cho các bạn xem ha. Các chân sau nè các bạn, nằm ở trên này. Phục sau thì màu đen ha. Đây là phiên bản 2019 nha các bạn. Năm sản xuất là 2019 đó. Đèn sau nè các bạn. Bây giờ mình tiến đến chiếc xe sử dụng bình xăng con. Cũng là tông màu đó thôi. Nhưng mà các bạn thấy ở đây chi tiết này khác rồi nè. Ha. Cái ốp nhựa này là nhựa nhám nha. Ha, nhựa nhám. Trong khi chiếc xe này là nhựa bóng ở đây. Đó. Nó khác nhau rồi đó các bạn. Ngay cả cái phần lốc máy nó cũng khác luôn đó các bạn. Ha. Cái cần số của chiếc xe này á thì nó như thế này ha. Còn chiếc xe mà FI á thì đây, nó cầu kỳ hơn. Các bạn nhìn nè, cái lốc máy cũng vậy luôn, nó khác luôn nha các bạn. Gác chân sau nè cũng khác chút đỉnh ha. Phục sau cũng là màu đen, vành đúc màu đen luôn.
Đây là cái phần đầu bò nè. Mình qua cho các bạn xem luôn cái phần đầu bò phía trước này của chiếc FI ha. Đây. Đó, nó khác nhau hoàn toàn đó các bạn. Khác rất nhiều luôn. Trọng lượng của chiếc FI này á, Sirius này á, chỉ là có 96 kg thôi. Tức là dưới mức 100 kg thì nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái ha. Để chúng ta di chuyển hàng ngày thì nó rất là ok. Cái phần bụng phía sau này á, của chiếc xe xăng cơ thì nó thon hơn. Còn chiếc FI á, thì nó to hơn. Chính vì lấy đó mà cái bình xăng á, nó sẽ để được phía sau này và cái hộp yên á, nó to hơn một chút. Và một điều nữa là cái chiếc xe này, các bạn mở yên á, các bạn mở ở phía sau này ha. Phía sau này nè các bạn. Chứ không phải là mở ở phía trước như là chiếc FI. Đó. Và cái cốp để đồ nó cũng nhỏ hơn. Lý do là cái bụng của nó ốm hơn. Mà thấy chưa? Đây mình qua đây mình mở yên cho các bạn xem luôn ha. Mình so sánh luôn cả hai cho các bạn xem luôn. Đó. Cái chiếc xe này cái bụng nó to hơn cho nên cái bình xăng này nè. Nó phình to, nó sẽ kéo về phía sau thì nó sẽ chừa cho cái hộp yên này to một chút xíu. Đây, qua đây. Đó. Cái tay nắm sau của chiếc xe này á cũng là xi nè. Ha. Xi bóng. Còn bên này là màu sơn, sơn đen bóng. Đó. Đèn hậu nữa các bạn. Về phần ống xả mình thấy nó cũng khác nhau luôn đó các bạn ha. Các bạn nhìn nè. Còn đây là chiếc xe FI. Đó. Mình nhắc lại ha, thì trọng lượng chỉ có 96 kg thôi các bạn, 96-97 kg thôi. Còn chiều cao yên chỉ là 770 mm. Thì cái chiều cao yên của chiếc FI này hình như là cao hơn một chút so với phiên bản xăng cơ. Còn dung tích nhớt máy đều là 1 lít ha. Và cái bình xăng là 4,2 lít. Bình xăng 4,2 lít nha các bạn. Khá ổn. Đây là đồng hồ của chiếc FI ha. Còn bên này là đồng hồ của chiếc sử dụng bình xăng con nè. Đó. Nó khác nhau luôn đó các bạn. Cụm công tắc nè. Bên này. Về phần báo giá thì mình đã có video báo giá rồi dòng xe này nha các bạn. À, các bạn có thể tìm xem ha. Mình sẽ đứng xa xa chút xíu cho các bạn xem lại hai em nói nha, hai chiếc xe này. Đây. Một chiếc là xăng cơ và một chiếc là FI. Các bạn nhìn thấy ở góc này á, thì chiếc FI á, nó bề thế hơn. Cái bề ngang nó to hơn, nó lực lưỡng hơn đó các bạn. Đó. Chiếc sử dụng bình xăng cơ và xăng con á, thì nó gọn gàng hơn, linh hoạt hơn. Hai cái đầu đèn nè cũng khác nhau luôn ha. Đó. Rồi ở phía sau đây cho bạn nhìn kỹ lại ha. Đó, nó như thế này. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc cái video này ở đây nha các bạn. Mình xin nhắc lại ha, địa chỉ của cửa hàng là 685-15 Hùng Vương, thành phố Ngã Bảy. Mình sẽ để một số điện thoại của bạn Nhã trong phần miêu tả nha. Các bạn có thể điện thoại để mình tư vấn giá cũng như là vấn đề trả góp. Xin chào các bạn nha.